Xin chào mọi người, tên mình là Hùng, chủ sở hữu của Đại Gia Nguyễn, một doanh nghiệp cà phê. Mục tiêu của mình là giúp khách hàng cà phê của mình tăng số lượng khách hàng tiềm năng đến quán và duy trì sự phát triển. Nếu bạn có biết ai đang quan tâm đến việc mua cà phê hoặc mở quán, xin hãy giới thiệu cho mình. Rất cảm ơn mọi người. Chủ đề hôm nay là cách sử dụng các loại máy pha để có được một ly cà phê ngon đúng điệu và tạo ra niềm sung sướng cho khách hàng. Cà phê là một trong những loại đồ uống được yêu thích trên toàn thế giới. Với sự phát triển của công nghệ, máy pha cà phê đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc tạo ra những ly cà phê ngon đúng điệu. Tuy nhiên, nhiều khách hàng thường gặp phải những khó khăn khi sử dụng máy pha cà phê và không thể tận hưởng được hương vị thú vị của một ly cà phê chất lượng. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những vấn đề thường gặp khi sử dụng máy pha cà phê và cung cấp các giải pháp để tạo ra niềm sung sướng sau khi áp dụng cách sử dụng đúng. Vấn đề khách hàng thường gặp. Thứ nhất, đó là lựa chọn loại máy pha cà phê phù hợp. Thị trường đang cung cấp nhiều loại máy pha cà phê khác nhau, từ máy pha tự động đến máy pha bán tự động. Khách hàng thường bối rối về việc lựa chọn máy pha cà phê phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình. Thứ hai, điều chỉnh đúng tỷ lệ cà phê và nước. Để tạo ra một ly cà phê ngon, việc điều chỉnh đúng tỷ lệ giữa cà phê và nước là rất quan trọng. Không đúng tỷ lệ sẽ làm cho cà phê quá đậm hoặc quá nhạt, gây mất cân đối về hương vị. Thứ ba, mức độ xay cà phê phù hợp. Mức độ xay cà phê cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cà phê. Xay quá mạnh hoặc quá to đều không tốt cho quá trình chiết xuất hương và chất lượng của cà phê. Thứ tư, quá trình chiết xuất. Một số khách hàng không hiểu rõ về quá trình chiết xuất cà phê và không biết cách tận dụng các tính năng của máy pha cà phê để có được một ly cà phê chất lượng cao. Giải pháp để tạo ra niềm sung sướng cho khách hàng. Thứ nhất, lựa chọn loại máy pha cà phê phù hợp. Để đáp ứng nhu cầu và ngân sách của mình, khách hàng cần tìm hiểu kỹ về các loại máy pha cà phê có sẵn trên thị trường. Điều quan trọng là đánh giá các tính năng, chất lượng và hiệu suất của từng loại máy. Hay đặt câu hỏi cho nhân viên bán hàng hoặc tìm hiểu từ các nguồn đáng tin cậy trực tuyến để có thông tin chi tiết về máy pha cà phê trước khi quyết định mua. Thứ hai, điều chỉnh đúng tỷ lệ và cà phê và nước. Để có một ly cà phê ngon, khách hàng cần điều chỉnh tỷ lệ giữa cà phê và nước một cách chính xác. Thông thường tỷ lệ 1:2, một phần cà phê và hai phần nước được coi là lý tưởng cho cà phê espresso. Tuy nhiên, mọi người có thể có sở thích riêng về mức độ đậm, nhạt của cà phê. Hãy thử nghiệm và điều chỉnh tỷ lệ sâu cho phù hợp với khẩu vị cá nhân. Thứ ba, mức độ xay cà phê phù hợp. Mức độ xay cà phê cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong việc tạo ra một ly cà phê ngon. Một quy tắc tổng quát là sử dụng xay mịn cho máy pha espresso và xay thô hơn cho máy pha cà phê phin. Tuy nhiên, không có một quy tắc cứng nhắc nào, nên khách hàng cần thử nghiệm với cấu hình xay khác nhau để tìm ra mức độ phù hợp xay cho máy xay pha cà phê của mình. Thứ tư, quá trình chiết xuất. Để tận dụng tối đa các tính năng của máy pha cà phê, khách hàng cần tìm hiểu rõ về quá trình chiết xuất cà phê, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của máy và làm quen với các tính năng như điều chuẩn áp suất, thời gian chiết xuất và nhiệt độ. Điều này sẽ giúp khách hàng tạo ra cà phê với hương vị tốt nhất và chất lượng cao. Thứ năm, sử dụng cà phê tươi và có chất lượng. Để có một ly cà phê ngon, không chỉ quan trọng cách sử dụng máy pha cà phê còn phụ thuộc vào chất lượng cà phê mà mình sử dụng. Hãy chọn loại hạt cà phê tươi rang và cất giữ trong một ủ đậy kín để đảm bảo hương vị tốt nhất. Đồng thời, nên sử dụng cà phê được xay ngay trước khi pha để tận hưởng hương vị tươi ngon nhất. Thứ sáu, vệ sinh và bảo dưỡng máy pha cà phê. Để đảm bảo máy pha cà phê hoạt động tốt và sản phẩm cà phê luôn ngon, quan trọng và thực hiện là việc thực hiện vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ, làm sạch máy pha sau mỗi lần sử dụng, loại bỏ cặn bẩn và cặn cà phê tích tụ trong máy. Hãy tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất để biết cách làm sao để bảo dưỡng cách máy pha cà phê đúng cách. Thứ bảy, thử nghiệm và điều chỉnh. Mỗi máy pha cà phê có thể có những đặc điểm riêng và yêu cầu một quy trình pha cà phê riêng. Hãy dành thời gian để thử nghiệm và điều chỉnh các tham số như tỷ lệ cà phê và nước, mức độ xay, áp suất và thời gian chiết xuất. Điều này giúp khách hàng tìm ra phương pháp pha cà phê tối ưu cho máy pha cà phê của mình và tạo ra những ly cà phê ngon đúng điệu theo ý muốn. Cuối cùng, sử dụng máy pha cà phê để tạo ra những ly cà phê ngon đúng điệu có thể mang đến niềm sung sướng cho khách hàng. Tuy nhiên, để đạt được điều này, cần chú trọng vào việc lựa chọn loại máy pha phù hợp, điều chỉnh tỷ lệ cà phê và nước, mức độ xay phù hợp và hiểu rõ về quá trình chiết xuất cà phê. Bên cạnh đó, việc sử dụng cà phê tươi mới và chất lượng, vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ máy pha cà phê cùng việc thử nghiệm và điều chỉnh các tham số đều đóng vai trò quan trọng. Qua việc áp dụng các giải pháp này, khách hàng có thể có khả năng tạo ra những ly cà phê ngon đúng điệu và trải nghiệm niềm sung sướng tuyệt vời. Hơn nữa, để thực hiện thành công các giải pháp trên, khách hàng cần có sự kiên nhẫn và thực hiện theo từng bước hướng dẫn một cách cẩn thận. Quá trình học hỏi và khám phá sẽ giúp khách hàng nắm bắt được kỹ thuật pha cà phê chuyên nghiệp hơn. Đồng thời, việc thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm với những người yêu cà phê khác cũng sẽ mang lại những ý tưởng và gợi ý hữu ích. Cuối cùng, sự hài lòng và niềm vui sướng từ một ly cà phê ngon không chỉ đến từ quá trình pha cà phê, mà còn từ việc thưởng thức cùng gia đình và bạn bè. Hãy chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt này với những người thân yêu và tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời bên ly cà phê thơm ngon. Tóm lại, việc sử dụng máy pha cà phê để tạo ra những ly cà phê ngon đúng điệu không chỉ là một quy trình kỹ thuật, mà còn là một trải nghiệm tạo ra niềm sung sướng cho khách hàng bằng cách lựa chọn các loại máy pha phù hợp, điều chỉnh tỷ lệ cà phê và nước, mức độ xay, hiểu rõ quy trình chiết xuất, sử dụng cà phê tươi và chất lượng, bảo dưỡng máy pha cà phê, thử nghiệm và điều chỉnh. Khách hàng có thể tạo ra những ly cà phê ngon đúng điệu và tận hưởng niềm sung sướng đích thực từ mỗi giọt cà phê mà mình thưởng thức.